Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Hôm nay Lưu với Linh đi ra Everglades National Park ở trong Flamingo đi câu cá. Mình tính bắt ốc đồ luôn mà nước hơi bị cao nha các bạn. Bắt ốc, bắt oyster. À hả? Câu cua luôn coi có được không? À, mình để cho nước xuống là mà có một cái nay quá trời muỗi luôn. Muỗi ơi, muỗi nhiều quá trời luôn. Giờ anh Lưu bắt đầu câu cá trước. Em dính câu chứ. What is it, Lưu? What is that? A mangrove. Uh-huh. Này đủ 10 không? Không, nhỏ. Wow. A mangrove snapper. Mangrove. Lúc này anh Lưu tiến bộ nha các bạn. Thôi giờ anh Lưu phải thả nó tại nó hơi bị nhỏ. Rồi, anh Lưu thả nó lại, nó lội đi rồi. Nhỏ quá. Look like it. Is it a keeper? Come on, baby. Wow! Oh, damn catfish. Catfish này đâu có ăn được. Catfish trắng các bạn. Rồi, bỏ lại. Nè. Is it alive? Oh, it's dead. No, cái lưỡi nó làm thế hả? Giờ mình đi bắt. Mấy anh đã câu được catfish. Good eating. Yeah. Make a soup. So cool. Ốc nó có em nhưng mà nhỏ em à. Dạ, giờ mình đi lượm ốc. Nãy mình bắt được cái con này không biết phải con chắc nguyên phải thả không? Lại. Thì để mình coi coi. Giờ nước nó xuống giờ mình thấy từ từ rồi đó. Đó, đây con ốc nè em các bạn. Nè. Thường thường mà nước thấp á, ốc nhiều hơn. Giờ Mỹ Linh với anh Lưu phải đi kiếm từng con. Cái nước phải chờ cho nó này phải hiền. Cái thấp trước. Rồi mình bắt cái này nè. Đấy, thấy, anh thấy nó nằm ở dưới dưới đất á hả? Nước tại nước nó động á em. Dạ. Đó này mấy anh câu cá. Anh dễ thương lắm, đang chơi nhạc. Linh nhờ tắt nhạc chút xíu mấy anh tắt giùm. Thấy không? Đâu, mình thấy hả? Con bự không? Bự. Oh yeah. Không? Bữa nay bắt thì hơi khó hơn ha. Đây em phải nhìn xuống nước. Nhìn xuống nước cao nha. Ok. Con nè, thấy người đã không? Đó. Con này cũng bự lắm anh. Hey bạn. Wow. Dính cá. Nè. Yeah, good. No, bị sảy rồi. Mấy anh này nãy giờ dính cá hoài anh luôn ha. Cá nhưng mà cá ấy không à. Cá chơi. Cá chơi trắng. Rồi sảy luôn. Mấy ảnh nói cá đó mấy ảnh nấu súp. Cá
hơi hiếm tại nước cao quá. Đây nè luôn nè, hai ba con luôn nè. Đây nữa nè, thấy không? Đây này, đâu con nữa nè. Đây, hai con đang con nữa nè. Em cũng vậy, vậy cũng ok. Lưu Linh có ốc, có ốc hồi chấm nước mắm xả ăn. Nó nằm ở dưới đất các em. Anh bắt cua. Này kiếm ốc kêu bằng chày da chóc giải luôn các bạn ơi. Tại chắc chưa vô mùa hay sao em ơi. Không có, phía sau nước cao quá anh. Thường thường mà nước thấp á, sóng đánh ốc vô là mình dễ thấy hơn. Anh đó anh câu trúng cá. Đây chắc cá chê nữa quá. Cá chê chắc. Người ta thích ăn cái đó em. Dạ. Chê nữa. Dạ yeah, cá chê. Cá này bự ha. Yeah. Cá chê không à. À. Thấy ngốc. Đây có một con bự nè. Con này được nè anh ơi. À thấy không? Nó lú trong cá các em. À hả? Nó núp trong cá các mình. Hồi mình luộc ăn nước mắm xả. Tê chạy chỗ luôn. Hôm nay tính là khui ôi tính ấy oyster mà cũng không xong. Hôm nay không có tại nước cao quá. Câu xong anh nhỏ anh để nguyên đám nằm dưới nước nè, cho nó không chết. Đây này cá chê không à. Giờ anh Lu sẽ lấy nước ngâm ốc. Hai đứa bắt cũng ok. Được nhiêu đây hả anh? Hả? Mấy con này là mấy con Lightning Whelk. Để mình cho các bạn coi. Ở đây ta kêu là Lightning Whelk. Này mình ăn được. Nhiêu đây Lu Linh ăn đủ rồi. Ớt ngâm đó. Để trong trong mát. Giờ anh luôn cắt ớt ngâm chút xíu rồi hai đứa luộc ăn cho nhả cát ra. Mấy bạn biết á, mình ngâm cái nước biển của nó luôn á, mấy bạn nó mau nhả dữ lắm luôn á. Một hồi hai con cái con mấy ngốc này ha, mình ăn là sạch bóng luôn á. Khoảng chừng mình ngâm chừng 15-20 phút rồi mấy bạn không ăn nhiều đâu. Tại vì nước biển, nước của nó đó. Với lại ớt nữa, trời ơi, này nó cay má ơi luôn á. Rồi giờ để cho nó ngâm. Tại nó bò vậy luôn. Nó nhả ra đó ha. Này. Đợi. Mấy ốc này hồi chấm nước mắm xả là hết sảy rồi nha. Giờ anh luôn vớt vớt ốc ra. Anh lưu rửa với nước lạnh lại nữa các bạn. Rất ngon. Ngon ha. Can't wait. Rồi. Yeah.
Rồi. Xong. Giờ mình... Đi, bây giờ mình bắt cái con của mình thôi. Gió quá, gió rồi mình. À hả? Trời chỉ mưa thôi tới đó. Các bạn thấy gió quá anh Lu. Anh Lu phải ấy cái bàn ở dưới, cái lò dưới cái bàn á. Anh Lu chế biến cái lò dưới bàn để luộc ốc. Giờ mình bầm tạp xả rồi, giờ mình dập đó. Tạp xả rồi bỏ vô. Tự nhiên giờ gió quá trời. À, cảnh của Lu Linh bữa nay nè. Anh Lu để cần câu ở ngoài đó. Để chứ có để cho vui thôi. Uh-huh. Này đúng là đi bụi luôn, nay các bạn thấy anh Lu mình dơ hơn mọi buổi không? Đố các bạn anh Lu đang làm chi? Cây đang ốc chứ chi? Quên cái đồ xẻ ốc hả anh? Anh Lu ngồi vuốt đũa. Bữa nay ra đây thất bại mấy bạn ơi. Mình muốn ra đây bắt oyster cho mấy bạn xem ha, ốc ha. Vừa câu cua nữa với lại câu cá nữa. Ô, nó đang cắn. Cá cắn câu hả? Hả? Chạy thử anh, đi từ từ nha. Cho con cá quan sát. Có không? Thấy cái ra đũa của mình không? Đã không? Đũa hoàng xả luôn á anh. Ừ, cay luôn. Rồi vô. Cái vô nước cái màu nó đẹp ha. Xanh là liền ha. Xả thơm quá. Giờ anh Lu để luộc cho khoảng 5-10 phút không anh? 10 phút không anh? Cả đó. Không, nó sôi lên cái là ấy được em. Ok. Ốc này nó màu chín lắm. Giờ đợi cho nó sôi. Nấu ăn kiểu mới. Anh vừa nấu ăn mà vừa coi cái câu của anh. Bữa nay á, mình có nhiều chuyện để làm đối với bạn. Như tại gió thì thấy cái đâu đẹp. À, nấu ăn phải chui xuống bàn. Sôi anh Lu ơi. Nhảy chín nha anh. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chín tới đâu luôn rồi đó. Rồi giờ chặt anh Lu đổ ra. Hôm nay các bạn thấy Lu Linh đi sình bùng không à. Tại sáng nước lớn quá. Thơm quá anh Lu. Quá thơm luôn. Ừ. Quá chất lượng. Ốc luộc xả. Hết sảy. Đắng nha. Ốc đắng, ốc đắng. À. Bữa nay Lu Linh đem lá chuối theo đặng chế hồi chế ốc lên. Rồi. Để anh thử con trước em ha. À hả. Lấy cây xong cái bình. Dạ thử trước coi. Nè nước mắm xả anh Lu làm ở nhà nè các bạn. Hết sảy chưa? Nóng nha anh. Cho em coi.
ơi, này vừa tới chín tới luôn á. Trời ơi, có gắm đẹp không nè. Anh bỏ không, bụng dưới. Không, bỏ gì hết này ốc biển mà. Dạ, yeah, nhưng mà mình bỏ cát, sợ cát á. Trốn trong à. Đó. À, đã không? Không có miếng cát luôn em. Dạ, yeah, thì mình bỏ cái khúc ngoài sau đó là perfect. Ngon. Nó vừa chín tới luôn anh Lưu. Thôi sẵn ha. Uh-huh. Rồi thôi giờ em trộn cái mắm này đi kìa, mình làm mình ăn coi mà. Ok. Đây các bạn, bữa nay Lưu Linh đem mắm cá cơm theo ăn nữa nè nha. Mình ăn với cơm với rau sống. Cái hiệu mắm cá cơm của Việt Nam. Cái đó rất là ngon luôn á, tại bữa mình ở nhà mình có thử rồi đó. Chúng mình vừa ăn miếng thân chỉ bằm tỏi với ớt thôi. Chứ mình ăn chanh vô thôi là xong. Gió quá trời gió em, yeah. Có chừng cái đó nó bay lên đó nghe em. Cái hũ đó. Cái này người ta làm vừa ăn dữ lắm luôn á. Nè em lấy qua cái, có cái thùng của anh nè, để đó đi. Giờ mình đổ cái mắm đi vô. Giờ này gió thôi. Gió làm không không à. Làm ăn gì hết á, mấy ngốc chỉ làm ăn mấy ngốc. Ủa ốc ngon quá. Nè các bạn, mắm cá cơm của Việt Nam. Đó. Chút nữa mình ăn gì đây. Rau sống mình quên lấy rau sống theo rồi. Ủa cái hũ rau sống mình đâu trong xe trời mình... ơi. Nãy mình đi tại biết sao không các bạn, bữa nay bùng sình không à. Ngày mình ăn chanh nữa vô là ok. Chanh ở dưới ngay giờ ngay dưới giò em. Dạ. Yeah. Này vừa ăn lắm á các bạn, mình chỉ để tỏi ớt với chanh thôi. Ôi mẹ, cái này là kêu bằng ha. Hết sảy ha. Có nước trong đầu bụng là hết sảy rồi. Có chứ, làm gì không có. Trời ơi, nghe cái mùi chanh nó vô chua đã quá em. Sao, ăn với cơm trắng. Ôi mẹ, trời cái nước mắm xả của mình nè, chấm với lại ốc đắng nè. Hết sảy. Trời ơi. Hết sảy. Lưu Linh có đem cơm theo. Nè, bỏ cơm ở đây nè em. Ra luôn nha. Đây đổ hết ra nha. Đổ đây hả? Nay là mình nay chơi ăn kiểu dân giả nha các bạn. Phải ra đây nay mình làm biến. Tại thời tiết nó không được đẹp á. Uh-huh. Ngọt. Cần muỗng không? Đó. Rồi. Đã không? Nè ăn cái chai mắm tên này mấy bạn thấy chưa? Ngon dữ lắm luôn á. Uh-huh. Nhớ phải giữ vệ sinh nha các bạn, luôn phải rửa tay. Bữa nay là đi rất đi ăn cơm dân giả thiệt luôn á. Em rửa tay luôn không? Dạ. Em lấy muỗng, em lấy muỗng để đũa. Mấy cái con ốc này á, để thử miếng mắm này kìa. Ôi trời ngon á. Ăn vừa ăn mà vừa gói gấu coi.
các bạn thông cảm nha, bữa nay Mỹ Linh muốn để cái máy xuống để ngồi ăn với anh Lưu lắm, nhưng mà nếu mà Mỹ Linh để xuống thì gió quá, các bạn sẽ không có nghe. Nghe không anh? Dạ chứ. Đã không? Quá là hết sảy luôn á. Thịt ốc trắng tươi luôn. Man, cái ốc này ngon lắm mấy bạn ơi. Ngon dữ lắm luôn á. Ăn vô nó nhẫn nhẫn, nó đắng đắng mà ngon. Nó ngon nó nổi mà. Mình chạy ra đây 1 tiếng đồng hồ mà nó đắng. Quá đáng luôn. Em gọi thức ăn em. Ok. Giờ Mỹ Linh bỏ máy xuống ăn với anh Lưu nha các bạn. Không phải nghe em vui lắm. Anh Lưu làm thấy dễ. Em mấy ngày cái đầu của nó đó. Thì em lên ngắn nè. Đó, nhích nó, đeo thay nè, đó. Dở kìa. Kéo ra nè. Trời ơi. Con này nó loại khác, nó đen thui hết luôn ha. Sạch ớt. Đây đáng lên luôn. Được ăn ốc đắng. Quá trời đáng luôn. Nhà để Mỹ Linh cho các bạn xem cảnh nè. Man, mình mới bắt lên mà mình ngâm cái nước biển của nó với lại mình bỏ ớt đi vô các bạn. Anh có thợ chụp hình đắng anh. Lưu ăn thấy ngon không? Hồi nãy Lưu Linh vô đây hả? Mũi đớp đã luôn. Hồi sáng hai đứa đi sớm. Mình muốn xuống đây á, mình tặng 10 bát oyster cho mấy bạn xem đó. Nước nó cao quá mà bắt không được. À, nhưng giờ gió quá trời gió. Bây giờ Lưu Linh cũng tranh thủ ăn cái này nè. Xong rồi dọn, tại vì trời chuyển mưa tới nữa mấy bạn. Nha. Anh ba câu được catfish nữa hả chi kìa. Đã không? chơi bằng dao luôn à. Nó dễ ra. Ăn đi luôn.
mấy con ốc này mấy bạn biết làm sao mà mình luộc sao mà nó không bị dính không mấy bạn? Mấy bạn cho mình biết đi mấy bạn ơi. Chắc luộc vừa chín tới anh, ngày nó chín quá không? Anh còn không biết nữa. À, mà cũng ra ok. Anh nghĩ nếu mà mình có cây lễ nó ra thì bình thường. Đó, anh Lưu với mấy lên lễ gì nè, ăn cho nó dễ chút xíu. Ngon quá anh Lưu. Quá tuyệt vời. Mà cũng gió quá trời luôn. Trời ơi, con ốc này nó ngon quá trời luôn nè. Thấy nó bấm xả nè. Xả càng nhiều tốt nấy. Thấy yêu. Quá đáng. Vô mấy bạn à. Hồi sáng là vô đây ha là mũi nó hút máu của mình hả? À, Lưu Linh bị mũi ăn. Hơi mấy lít rồi. Giờ mình phải ăn rồi mình có máu trở lại. Thôi bây giờ Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn nha các bạn. À, Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Rồi Lưu Linh xin chào các bạn, hẹn gặp lại sau. Cái mắm này rất là ngon nha mấy bạn, nhớ mua về nhà thử đi mấy bạn. Mắm cơm nha các bạn, mắm cá cơm Việt Nam. Vừa ăn dữ lắm luôn á. Đó. Rất là vừa ăn, mình chỉ để thêm tỏi ớt với nặn chanh như thôi. Gió quá. Gió ơi gió luôn. Rồi Lưu Linh xin chào các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Giờ mình ăn. Ngon quá luôn. Hơi sậy ha. Cái mắm nước nè, phải lấy xả vô nhiều vậy nè em, nó mới ngon. Thơm.